Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý cha cùng cộng đoàn hành hương, hôm nay ngày 13 tháng 10, cộng đoàn chúng ta cùng quy tụ về bên mẹ Fatima Bình Triệu nhân kỷ niệm 107 năm ngày mẹ hiện ra lần thứ 6, cũng là lần cuối cùng tại làng Fatima bên Bồ Đào Nha, ngày 13 tháng 10 năm 1917. Cùng hiệp dâng thánh lễ này, nhờ mẹ dâng tâm tình tạ ơn cùng những ước nguyện của mỗi người chúng ta lên Thiên Chúa. Xin Chúa luôn đồng hành, hiện diện, nâng đỡ mỗi người trên hành trình đức tin. Xin cho mỗi người chúng ta luôn nhớ và thực thi lời mẹ nhắn nhủ ở Fatima năm xưa: hết lòng sùng kính, đền tạ trái tim mẹ, siêng năng lần hạt mân côi và quyết tâm canh tân đời sống. Xin Chúa tiếp tục đổ muôn ơn xuống cho từng cộng đoàn, cho giáo xứ Fatima Bình Triệu đây, cho từng gia đình và cho mỗi người chúng ta. Với những tâm tình và ước nguyện đó, giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng nhìn nhận tội lỗi để có tâm hồn xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đạo. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh cả thiên thần, cả thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Danh Thiên Chúa trên cao tầng trời và bình an dưới thế, bình an dưới thế cho người thiên thần. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc phục Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con vinh quang cao cả Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã đặt mẹ của con Chúa làm mẹ chúng con. Xin cho chúng con khi kiên trì sám hối và cầu nguyện cho thế giới được ơn cứu độ, chúng con có thể góp phần mở mang nước Chúa Kitô mỗi ngày một hữu hiệu hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiền trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách khôn ngoan: Tôi đã ước ao được ban sự hiểu biết, tôi cầu khẩn được thần trí khôn ngoan đến cùng tôi. Tôi lấy sự khôn ngoan làm hơn vương quốc và ngai vàng, đem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan. Tôi kể sự giàu sang như không, tôi cũng không so sánh với nó, với kim cương, vì mọi thứ vàng đem so sánh với nó thì kể như hạt cát nhỏ bé, và bạc đem để trước nó thì kể như đất bùn. Tôi yêu quý sự khôn ngoan hơn sức khỏe và sắc đẹp. Tôi lấy nó làm hơn được sự sáng, vì sự sáng của nó không hề tắt. Tất cả mọi sự tốt lành đều đến cùng tôi là một với nó, và nhờ tay của nó tôi được đoan chính không kể xiết. Đó là lời Chúa. Xin cho chúng con sớm được nô phi ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan. Xin cho chúng con sớm được nô phi ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan. Xin Ngài dạy con biết đêm ngày giờ trôi qua, tôi luyện dùm con lòng trí khôn ngoan bội phần. Xin trở lại đi Ngài, chờ cho đến bao giờ? Xin tỏ lòng thương phận này, tôi ta thấp hèn. Xin cho chúng con sớm được đo vì ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan. Mong được thỏa thuê nô say tình Ngài yêu thương, đến lòng rộn vui mừng rỡ hân hoan trọn đời, ban lại niềm vui bù lại năm tháng ê chề, bao điều nhục thân hoạn nạn con đã gánh chịu. Cho chúng con sớm được nô phi ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan. Xin chỉ bày tôi thật
thấy rõ sự nghiệp vinh quang. Miêu duệ đời sau được biết công lao của Ngài, xin Ngài rộng ban tràn đầy ân sủng cao vời, xin Ngài cùng cố mọi việc tay chúng con làm. Xin cho chúng con sớm được đo vì ân tình của Chúa, để chúng con sớm ân hòa. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân rẽ linh hồn với thần trí, gân cốt với tủy não, phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn. Không một tạo vật nào ẩn khuất được trước mặt Chúa. Tất cả mọi sự đều phơi trần và tỏ ra trước mắt của Đấng mà chúng ta phải trả lẽ. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ. Người ấy thưa: Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ. Bây giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: Ngươi chỉ còn thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo ta. Nhưng người ấy nghe những lời đó thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó, nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: Hỡi các con,
những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: như vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông và nói: đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Chúa Giêsu trả lời rằng: Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì phúc âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này, về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta vừa nghe bài tin mừng của Chúa Nhật thứ 28 thường niên hôm nay. Thánh sử Marco kể lại cho chúng ta câu chuyện về một người giàu có đến gặp Chúa Giêsu với cái thao thức: lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Tất cả chúng ta trong cộng đoàn hành hương ở đây, dù là không dư giả, không giàu có như chàng trai ở trong tin mừng, thế nhưng có lẽ mỗi người chúng ta đều nhìn thấy mình nơi hình ảnh của người giàu có đó. Bởi vì quý anh chị em đến đây mỗi người với một nỗi niềm, với một ý nguyện khác nhau. Nhưng có thể nói rằng điều khao khát, cái ước mơ lớn nhất cuộc đời của tất cả chúng ta chỉ là một. Anh chị em có biết ước mơ đó là gì? Đó là được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Tôi nói thế không biết có đúng, bởi vì chắc chắn mỗi người ở đây với những ý nguyện muốn xin với Đức Mẹ điều này điều kia, nhưng mà thử hỏi có ai không muốn được sự sống đời đời, đưa tay lên thì chắc không có ai đưa tay. Chẳng cái ước mơ lớn nhất, khao khát lớn nhất cuộc đời của chúng ta, đó là được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Hãy nhìn vào cái anh chàng giàu có trong tin mừng. Chỉ nghe cái lời ngỏ của anh, rồi nội dung đối đáp giữa anh với Đức Giêsu, chúng ta đều cảm nhận được anh chàng này là một người tốt ý, một người đầy thiện chí và thậm chí là đạo đức nữa. Anh chị em biết rằng rất nhiều người Do Thái vào thời Chúa Giêsu, và có lẽ cả những người trong thời đại hôm nay, đều xem cái việc tuân giữ lề luật là một chọn lựa đúng đắn và chắc chắn để được nên chọn lành, để được gọi là công chính. Và cái chàng trai này không phải ngoại lệ. Bởi vì như lời anh ta nói,
thì từ thuở nhỏ anh đã tuân giữ các điều răn của Chúa rồi. Chớ giết người này, chớ ngoại tình, không làm chứng dối, không trộm cắp, không làm hại ai. Hãy thờ cha kính mẹ, vân vân. Tuy nhiên đối với Chúa Giêsu, cái chọn lựa, cái thực hành của anh đó đúng nhưng lại chưa đủ. Hay nói theo kiểu chơi chữ, có khôn mà lại chưa có ngoan. Vì thế cho nên Chúa muốn chỉ cho anh, muốn đề nghị anh một cái chọn lựa khôn ngoan hơn, một cái quyết định chắc chắn nhất. Anh chỉ còn thiếu có một điều thôi, hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng ở trên trời. Đấy, cái con đường chọn lành mà anh ta hằng ao ước đó không thể chỉ dừng lại ở việc tuân giữ các giới răn của Chúa, mà nó đòi hỏi một sự dấn thân quyết liệt hơn vì Chúa, vì mọi người, và được thể hiện ra bằng những đánh đổi cụ thể. Kính thưa cộng đoàn, về bên mẹ Fatima Bình Triệu, trong ngày kỷ niệm 107 năm mẹ hiện ra lần cuối tại làng Fatima Bồ Đào Nha, mỗi người chúng ta đều có những tâm tư ước nguyện cho riêng mình, cho bản thân, cho gia đình mình, cho đất nước và cho cả thế giới này. Anh chị em nhớ ngày xưa tại tiệc cưới Cana, Đức Mẹ đã ngỏ với Chúa Giêsu như thế nào? Thì tôi nghĩ ngày hôm nay mẹ cũng làm như thế. Mẹ cũng ngỏ lời với con mẹ về những ước nguyện của mỗi người chúng ta. Rồi chắc hẳn rằng sau đó mẹ cũng nhắn nhủ mỗi người chúng ta bằng chính những lời năm xưa mẹ đã nói với các gia nhân tại Cana. Anh chị em có nhớ được mẹ nói gì không? Ngài bảo gì, các anh hãy làm theo. Đấy, hôm nay mẹ cũng nói với mỗi người chúng ta vậy. Ngài bảo gì, các con hãy làm theo. Mà sáng giờ vất vả, nóng nôi như thế, anh chị em đang có nghe Chúa bảo với mình gì chưa? Điều mà Chúa muốn bảo với, Chúa muốn nói với anh chị em hôm nay cũng chính là lời khuyên mà Chúa khuyên cái người chàng trai giàu khó năm xưa: hãy đi bán những gì các con có mà cho người nghèo, các con sẽ được một kho tàng ở trên trời. Những gì chúng ta đang có, trước tiên mọi người đều nghĩ đến đó là của cải vật chất. Và giống như chàng trai giàu có trong Tin Mừng, khi phải đối diện với lựa chọn phải đánh đổi những gì mà mình đang nắm giữ ở hiện tại này để có được kho tàng trong tương lai, có lẽ chúng ta không dễ dàng đưa ra quyết định được đâu. Và Tin Mừng nói về cái anh chàng thiếu gia đó như thế này: anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi. Có lẽ cái câu tục ngữ chúng ta đã quen thuộc rất, rất phù hợp với cái tình huống này: bỏ của chạy lấy người. Anh ta không chỉ chạy mất dép đâu mà đánh rơi luôn cả cái ước mơ ban đầu của mình, là con phải làm gì để được sự sống đời đời, bây giờ chả thiết tha gì nữa. Đấy, kính thưa quý ông bà anh chị em, rõ ràng của cải vật chất nó là một phương tiện hữu ích, thế nhưng có khi nó lại trở nên một trở ngại cho chúng ta trên hành trình thiêng liêng, trên hành trình đi theo Chúa. Vì thế mà Chúa Giêsu đã cảnh báo những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Khi nói như thế, ở đây Chúa Giêsu không có ý lên án sự giàu có đâu. Cho nên là
ở đây có những ai Chúa ban cho dư giả giàu có thì cũng đừng có lo lắng. Chúa nói như thế là muốn cảnh báo với những ai đang tôn thờ tiền của nói riêng, đang tôn thờ mọi hình thức sở hữu nói chung như là một thứ ngẫu tượng, để dành cho của cải vật chất cái vị trí ưu tiên vốn là của Thiên Chúa, và tự biến mình trở thành nô lệ cho chính tài sản của mình, để cho tiền bạc của cải nó điều khiển mình. Ngày hôm qua tôi có dịp gặp gỡ để rồi nghe chia sẻ của một người có thể nói là thành đạt. Chị kể rằng hơn 20 năm về trước, khi từ quê vào thành phố này với bàn tay trắng, không có người thân thuộc bên cạnh, hàng ngày ngược xuôi những con đường của thành phố này chỉ trên chiếc xe đạp thôi, chỉ biết phải làm sao để có tiền để chăm lo cho cuộc sống của mình. Khi chạy theo tiền bạc như vậy, chị quên tất cả, quên mình là một Kitô hữu. Cả một năm trời chẳng lẽ lại gì cả. Rồi đến một đêm Noel năm ấy, chị chợt bừng tỉnh, nhận ra mình đã đi sai quá rồi, đã xa Chúa quá rồi. Và chị bước vào một ngôi thánh đường như kẻ không hồn vậy, nước mắt tuôn trào. Nhưng người chung quanh dự lễ thấy chị không biết là có vấn đề gì không, đến hỏi thăm chị có cần giúp gì không. Rồi cuối cùng chị đứng trước mang cỏ, rồi ngước lên thánh giá Chúa. Chị thưa với Chúa, lạy Chúa, con đã sai quá rồi, trong thời gian qua con đã đi xa Chúa quá rồi, và con quyết định từ hôm nay không bao giờ xa Chúa nữa. Xin Chúa giúp con làm lại cuộc đời. Một lời cầu nguyện rất chân thành với nước mắt. Anh chị em biết sau đó như thế nào? Cuộc đời chị đúng thay đổi, gặp rất nhiều thuận lợi, để rồi bây giờ có thể nói thuộc hàng đại gia. Ngày hôm qua chị chia sẻ với tôi là đêm nay, hôm tháng trước thì con mới hoàn tất cái căn nhà 1.300 làm cho những người nghèo, căn nhà tình nghĩa làm cho những người nghèo dưới miền Tây. Nhưng mà đến nay thì chắc hơn rồi. Rồi hàng năm con vẫn thường xuyên cấp học bổng cho các học sinh, sinh viên khoảng gần 1.000 em. Và con thưa với Chúa rằng khi nào mà con quên người nghèo, khi nào mà con quên cái lời mời gọi của Chúa bán những gì đang có để lo cho người nghèo đó, Chúa cứ biến con trở thành một kẻ ăn mày như trước đây. Mạnh mẽ như vậy, xác quyết như vậy. Nhưng mà với niềm tin mà chị chia sẻ, tôi chắc là không bao giờ Chúa để cho chị trở thành ăn mày nữa. Để kính thưa quý bạn anh chị em, chia sẻ như vậy để nhìn lại cuộc sống mỗi người chúng ta. Chúa ban cho mỗi người chúng ta một cách khác nhau, với những hoàn cảnh, với những ân sủng khác nhau. Nhưng hôm nay Chúa vẫn mời gọi, muốn mượt và muốn thách đố chúng ta có dám đánh đổi tất cả để đi theo Chúa hay không. Rồi những gì chúng ta đang có, nó đâu có chỉ là của cải vật chất, nhưng còn là sức lực, là khả năng, là nhiệt huyết để ta có thể chia sẻ với mọi người và cống hiến cho xã hội cũng như giáo hội. Những năm gần đây có lẽ anh chị em nghe nhiều đến cái từ là giáo hội hiệp hành, lối sống hiệp hành đấy. Và để xây dựng một giáo hội hiệp hành thì có lẽ mỗi Kitô hữu chúng ta cũng cần phải học nơi Đức Mẹ cái tinh thần đồng trách nhiệm. Qua cái câu chuyện mà mẹ đi viếng bà chị họ Elizabeth, hay là câu chuyện tại tiệc cưới Cana này,
Học nơi mẹ cái tinh thần đồng trách nhiệm đó để chúng ta biết quan tâm hơn đến nhu cầu của anh chị em chung quanh mình. Rồi loại bỏ đi cái lối sống vô cảm, thiếu trách nhiệm trong đời sống xã hội cũng như đời sống giáo hội. Và tôi nghĩ điều mà tất cả chúng ta đều có thể làm để thể hiện cái sự quan tâm của mình là cầu nguyện. Ai cũng có thể cầu nguyện, không chỉ cho mình mà cho người khác, cho đất nước, cho thế giới. Và nhất là cầu nguyện bằng kinh Mân Côi ấy. Chúng ta đang trong tháng 10, tháng Mân Côi ấy. Một cách cầu nguyện rất đơn sơ, dễ thực hiện nhưng lại hiệu quả. Bởi vì khi đọc kinh Mân Côi là chúng ta đang cùng với mẹ suy gẫm các mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Cứu Thế. Một phương thế cầu nguyện cùng mẹ và qua mẹ. Chính vì thế mà năm xưa tại Fatima, mẹ đã nhắn nhủ người ta là hãy siêng năng lần hạt Mân Côi này, canh tân đời sống, sám hối và cầu nguyện cho những người tội lỗi. Và mẹ nhấn mạnh rằng chỉ có bằng cách ấy thì chiến tranh mới chấm dứt. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nói đi thì cũng phải nói lại. Bởi vì từ bỏ tất cả những gì mình có để có thể thanh thoát mà đi theo Chúa Giêsu đó, nó là một thách đố không nhỏ trên con đường chọn lành. Nhất là chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà mọi người bị cuốn theo cái chủ nghĩa cá nhân hưởng thụ, thực dục, rồi cái lối sống ích kỷ vô tâm ngày càng lên ngôi từ trong gia đình đến ngoài đường phố, rồi tại nơi công sở. Cho nên cái lời mời gọi của Chúa hãy bán đi những gì con có mà cho người nghèo đó, nó trở nên lạc lõng lỗi thời. Vậy sức mạnh nào sẽ giúp chúng ta dám lội ngược dòng, chấp nhận đánh đổi tất cả để đi theo Chúa đây? Trong bài tin mừng, anh chị em có để ý thấy là trước khi đưa ra cái lời khuyên cho cái chàng trai giàu có, thì Đức Giêsu đã đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu thương. Tôi thích cái câu này: Chúa đưa mắt nhìn rồi đem lòng yêu thương. Ngày hôm nay tôi nghĩ không chỉ có Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh em, một chị em một cách trìu mến đâu, mà còn có mẹ Maria nữa. Mẹ cũng đang nhìn mỗi người chúng ta một cách trìu mến. Và chính cái nhìn trìu mến của Chúa, của Đức Mẹ, chứng tỏ rằng các ngài đang yêu mến chúng ta, đang đặt chúng ta trong con tim của các ngài. Và điều đó sẽ thêm sức cho chúng ta, sẽ khiến cho chúng ta có đủ sức mạnh để dám từ bỏ mà theo Chúa, mà sống cho Chúa, sống cho mọi người. Cho nên trong những lúc khó khăn, trong những lúc mình cảm thấy thách đố trên hành trình đi theo Chúa, anh chị em cứ nhìn lên ánh nhìn trìu mến của Chúa Giêsu, ánh nhìn trìu mến của Đức Mẹ, cùng với niềm xác tín rằng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được, để cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa, để được tình yêu của Chúa và Mẹ thôi thúc, để được lời Chúa chiếu soi hướng dẫn, để chúng ta không còn chỉ bo bo giữ cho mình và sống cho chính mình nữa, mà còn biết sống cho Chúa, sống cho mọi người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nói tóm lại là lời Chúa hôm nay
thức tỉnh và mời gọi chúng ta phải biết tự nguyện chia sẻ hơn là chỉ biết tuân giữ và chu toàn bổn phận theo đòi hỏi của lề luật. Thời gian vừa qua sau cơn bão Yagi tàn phá một số tỉnh miền Bắc đó, thì có lẽ nhiều người chúng ta ở đây đã nhận ra cái cơ hội để mình có thể chia sẻ, đáp lại lời mời gọi của xã hội cũng như giáo hội. Ai cũng mong mình phải góp một chút nào đó để chia sẻ với anh chị em nạn nhân của bão lụt miền Bắc. Và ngày hôm nay lời Chúa lại tha thiết mời gọi chúng ta không phải là chỉ trong những hoàn cảnh thiên tai, mà lúc nào chung quanh chúng ta cũng có những người nghèo, những người cần giúp đỡ, những người cần chia sẻ. Và Chúa muốn chúng ta phải bán đi không chỉ là của cải vật chất, mà bán đi chính cuộc đời của mình, tài năng, thời giờ, sức lực, kiến thức, để đóng góp vào việc xây dựng công ích, để chia sẻ với những người nghèo, túng thiếu, bất hạnh, để chia sẻ với những dự án của cộng đoàn, của giáo hội, của xã hội. Và đặc biệt trong tháng 10 này, tháng mân côi, điều mà chúng ta đều có thể chia sẻ, đều có thể đóng góp, đó là cầu nguyện. Cho nên chúng ta cần phải gia tăng cầu nguyện qua kinh mân côi, canh tân đời sống và hy sinh hãm mình theo mệnh lệnh Fatima đó, nhằm cứu vãn thế giới của chúng ta đang bị đe dọa bởi hận thù, bởi bạo lực, bởi chiến tranh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi làm được như thế, tôi chắc chắn là mỗi người chúng ta đang thực sự sở hữu kho báu ở trên trời và xứng đáng với sự sống đời đời mà Thiên Chúa ban tặng. Xin Mẹ truyền cầu và luôn đồng hành với mỗi người chúng ta trên hành trình đi theo Chúa. Amen. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình vào vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, đời loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã đặt về trong lòng Chúa Yêu Ba và đã làm người,
vào thập giáo vì chúng ta. Thời quan phong siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời cứ bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Đức Chúa Con, người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy, lời tin hỡi thánh thiết. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa ban đức khôn ngoan để con người biết lựa chọn và quyết định đi theo đường lối Chúa mời gọi, hầu được sống đời đời. Cộng đoàn chúng ta hãy chung lời cảm tạ Thiên Chúa và khẩn khoản cầu xin. Hội Thánh có sứ mạng dẫn đưa mọi người đến với Thiên Chúa là tình yêu và sự sống. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các vị chủ chăn và mọi thành phần dân Chúa luôn khôn ngoan thánh thiện và đồng tâm nhất trí trong việc tuyên xưng và chia sẻ đức tin đã lãnh nhận. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Nhiều nơi trên thế giới đang xảy ra xung đột và có nguy cơ bùng nổ chiến tranh. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người có trách nhiệm liên quan biết thể hiện tinh thần từ bỏ, luôn tôn trọng sự thật, khát khao hòa bình và mưu cầu hạnh phúc cho người dân. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu, xin Chúa. Sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại làng Fatima đã trải qua hơn 100 năm, nhưng sứ điệp Fatima vẫn vang vọng mãnh liệt. Cải thiện đời sống, lần hạt mân côi, tôn sùng trái tim mẹ. Xin mẹ thương ghé mắt nhìn đến con cái mẹ từ khắp nơi đang tụ họp nơi đây với một lòng sùng kính mến yêu mẹ. Để nhờ lời chuyển cầu của mẹ, xin Chúa thương ban bình an cho giáo xứ Fatima Bình Triệu thân yêu của chúng con, cho tất cả khách hành hương đang có mặt trong ngôi thánh đường này luôn biết vâng nghe lời mẹ, để ngày sau chúng con được chung hưởng nhan thánh Chúa. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu, từ bỏ mọi sự vì Chúa và vì tin mừng thì được lại gấp trăm và được sự sống đời đời. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn đặt trọn niềm tin và lòng mến vào Chúa, biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ nhau cùng đạt tới ơn cứu độ. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, nhờ lời Đức Maria chuyển cầu, xin thương nhận những ý nguyện của chúng con và giúp mỗi người chúng con luôn biết noi gương mẹ, theo sát chân Chúa Giêsu và tích cực cộng tác vào chương trình cứu độ của Người.
người hằng sống và hiên trị muôn đời. Xin mời công an đứng. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa. Cảm ơn anh cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin biên đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với hiến lễ này, và giúp chúng con biết để tâm suy gẫm những mầu nhiệm cuộc đời con một Chúa, hầu đang hưởng những phúc lộc Người đã hứa ban, Người hằng sống và hiến trị muôn đời. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con trong ngày lễ kỷ niệm hiện ra tại Fatima của Đức Maria diễm phúc trọn đời đồng trinh. Chúng con cùng ca ngợi, chúc tụng và tung hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiếu rải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người, các thiên thần ca ngợi, các quản thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, cùng với các thần sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo đình, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tôi đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức cây sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa.
vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Đức Cha Phụ Tá Giuse, Đức Cha Phêrô Chủ Sự và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bằng tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Phân lệnh trước cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, Thiên Chúa.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đánh Chúa ngờ và nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Linh hồn con là nguồn vui của
chảy một tình yêu vững bền mãi mãi. Trái tim con nhỏ dễ biết lấy chỉ làm lại chỉ mong sao được yêu Chúa. Chúa cho con thật sâu thẳm trong tâm hồn con, tựa lửa thiêng rừng xây thang đông. Ôi tình yêu của mọi tình yêu, đầy đời con lễ dâng toàn thiêu cho ngọn lửa thánh tâm Ngài. Lạy Chúa, Chúa trời cho trái tim con bằng tình yêu của Chúa, bằng tình yêu của trời đầy Chúa. Một tình yêu êm dịu và nhẹ nhàng, một tình yêu mạnh liệt và nồng cháy, một tình yêu I'm
đến đâu khi con được hóa thân làm người, gọi mời con sống mến thương. Con nói sao vừa lòng, Chúa đã tặng ban tình mến bao nhiêu là rừng. Con vào đời nụ hồng tung reo khắp nơi, con có công gì mà Chúa đã tặng ban tình mến. Thân con là cát bụi mặc ngài đói cho. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con vừa cử hành bi tích thánh thể để tuyên xưng Đức Kitô con một Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với Người, hầu đang được hạnh phúc cùng Người sống lại vinh hiển. Người hằng sống và hiên trị muôn đời. Amen. Chúng con kính mời Đức Cha cùng quý cha đồng tế an tọa. Trọng kính Đức Cha Phêrô, giám mục giáo phận phát diệm. Lời đầu tiên con xin được thay mặt cộng đoàn giáo dân giáo xứ Fatima Bình Triệu cùng quý cộng đoàn hành hương đang hiện diện nơi linh địa Fatima đây, kính dâng lên Đức Cha lời kính chào trân quý của toàn thể cộng đoàn chúng con. Kính thưa Đức Cha, cộng đoàn giáo xứ Fatima Bình Triệu chúng con xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa vì muôn vàn những ơn lành Chúa đã ban xuống trên cộng đoàn giáo xứ chúng con. Đặc biệt, hôm nay chúng con càng vui mừng hơn vì được Đức Cha về dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện hết sức long trọng trong ngày đại lễ 13 tháng 10 năm nay. Bài giảng của Đức Cha hôm nay đã gợi lên cho chúng con phải biết mạnh mẽ xác quyết, học hỏi nơi Mẹ tinh thần sống đồng trách nhiệm, nhắc nhở cộng đoàn giáo xứ chúng con cách riêng đến từng tín hữu trong cộng đoàn hành hương đang hiện diện nơi đây. Hãy hoán cải đời sống, siêng năng ăn chay cầu nguyện hãm mình qua chuỗi mân côi và đền tạ trái tim Mẹ
để cầu nguyện cho thế giới sớm được hòa bình. Chúng con xin hết lòng tri ân Đức Cha, xin Chúa ban cho Đức Cha được nhiều sức khỏe và bình an, để Đức Cha dẫn dắt đoàn chiên giáo hội ngày càng thăng tiến hơn. Kính thưa Đức Cha, chúng con cũng được biết giáo phận Phát Diệm nơi Đức Cha đang cai quản là một trong những vùng đất rộng lớn, tiềm năng, nhưng tỷ lệ người Công giáo hiện đang phân bổ không đồng đều. Có nơi chiếm 90%, nhưng cũng có nơi chỉ từ 1 đến 2%. Tỷ lệ phân bổ quá cách biệt này đang là nỗi ưu tư trăn trở của Đức Cha, làm cho Đức Cha vừa phải lưu tâm trong mục vụ chăm sóc người Công giáo, vừa phải đẩy mạnh việc truyền giáo. Cộng đoàn chúng con chẳng thể làm gì để san sẻ những ưu tư trăn trở đó cùng Đức Cha, chỉ biết nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria luôn gìn giữ Đức Cha, ban cho Đức Cha thật nhiều hồng ân, để công việc mục vụ của Đức Cha sớm được gặt hái. Và xin Đức Cha cũng tiếp tục đồng hành với giáo xứ chúng con trong những ngày đại lễ, cầu nguyện cho chúng con, cho các gia đình trong giáo xứ, cho cộng đoàn hành hương cũng như gia đình của họ được hiệp nhất và bình an trong nhiệm thể của Chúa Kitô. Trong kính Đức Cha, với tất cả tấm lòng con thảo, chúng con xin gửi trọn tấm chân tình cùng những ưu tư của cộng đoàn chúng con trong bó hoa tươi thắm này kính dâng lên Đức Cha. Xin Đức Cha vui đón nhận. Kính thưa cộng đoàn, có lẽ tôi mới phải là người cảm ơn. Trước hết xin cảm ơn cha Sở Fatima Bình Triệu, cũng là cha hạt trưởng hạt Thủ Đức, đã cho tôi có cơ hội để tham dự cùng với anh chị em trong dịp hành hương đại lễ 13 tháng 10 năm nay. Kế đến, tôi phải cảm ơn tất cả anh chị em trong cộng đoàn hành hương đang hiện diện nơi đây đã cho tôi được chứng kiến tận mắt cái lòng đạo đức và nhất là lòng yêu mến Đức Mẹ của anh chị em. Thú thật đây là, dù là người ở Sài Gòn mấy chục năm nay, mà đây là lần đầu tôi mới được tham dự cái bầu khí sốt sáng như thế này. Tôi cảm thấy tiếc, sau khi rời khỏi Tổng giáo phận Sài Gòn hơn một năm, mình mới có dịp quay lại và mới được chứng kiến một cái bầu khí đạo đức sốt sáng ngay giữa lòng đô thị ồn ào náo nhiệt này. Trong thánh lễ vừa rồi tôi rất xúc động. Tôi xin hứa sẽ, dù có hiện diện với anh chị em hay không, nhưng mà hàng tháng cứ vào cái dịp 13 tôi sẽ hiệp thông từ xa với cộng đoàn hành hương Fatima Bình Triệu. Và tất nhiên xin anh chị em cũng hiệp thông cầu nguyện với tôi, là một người anh em của anh chị em, một người con trong đàn chiên Tổng giáo phận này trước đây và đang nhận sứ vụ ở một nơi xa. Xin anh chị em cầu nguyện để rồi tôi có đủ ơn Chúa chu toàn trách vụ Chúa trao phó. Một lần nữa xin cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Giờ đây chúng ta cùng hiệp ý trong nghi thức làm phép tượng ảnh.
ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không chê bác việc tạc vẽ tượng ảnh các thanh, để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng ảnh tượng đó, chúng con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm các hành vi và đời sống thanh thiện của các ngài mà bắt chước. Chúng con nài xin Chúa làm phép và thanh hoa những tượng ảnh này để tôn kinh và tưởng niệm đến con một Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Đức Trinh Nữ Maria mẹ Đức Kitô, Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ cùng các thánh. Xin Chúa đoái thương để những ai siêng năng tôn kinh các ngài trước những tượng ảnh này thì nhờ công nghiệp và sự chở che của các ngài được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiển vĩnh cửu đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Chúa Trời, xin Chúa che chở mọi lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiển minh sáng lang. Hằng Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy ra thân trái tim Đức Chúa Giêsu, hương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tình trước thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con.